Xin chào các bác, em bên Đồng Đại Bái đây. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một bộ ngũ sứ màu vàng đậm, bao gồm một đỉnh, hai hạt và hai nến, được xuất xứ tại làng nghề Đúc Đồng của em. Và bộ ngũ sứ luôn được coi là nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt ta từ xưa đến nay, thể hiện lòng hiếu thảo của con cháu mình đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người đã mất, luôn mong muốn được che chở và phù hộ. Và ở chính giữa dưới tay em đây là chiếc đỉnh đồng. Đây là chiếc đỉnh đồng song long trầu nguyệt, mang đến cho không gian thờ cúng nhà mình một sự linh thiêng. Ở trên nắp đỉnh đây là con nghê, hay còn gọi là con lân. Con nghê là thể hiện cho sự uy nghi và tối cao. Con nghê giúp chấn hưng không gian thờ nhà mình, không cho tà khí xâm phạm. Ở hai bên đây là tai mây. Tai mây bên em là đúc liền. Và xuống ở dưới đây là các đường vân họa tiết. Và ở dưới đây nữa là ba chữ Hán: phúc lộc thọ, mang ý nghĩa của sự may mắn, tài lộc, mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Và đi xuống dưới nữa sẽ là song long trầu mặt nguyệt, là thể hiện cho sức mạnh linh thiêng được quy tụ giữa trời và đất, giữa âm và dương, sẽ phù trợ cho gia chủ nhà mình hưng thịnh. Ở giữa là mặt nguyệt, đôi bên là hai con rồng, mà rồng là linh vật đứng đầu trong tứ linh, thể hiện cho quyền lực, sức mạnh, trí tuệ, tài lộc, đại cát đại lợi, sẽ đem đến cho gia chủ nhà mình một cuộc sống hưng thịnh, hùng vượng. Ở dưới đây là chân, đây là chân đế. Hai bên đây sẽ là đôi hạt nha các bác. Đây là đôi hạt, trái phải đây. Đôi hạt này là tượng trưng cho trời và đất, tượng trưng cho sự trường tồn và thanh cao, mang ý nghĩa giúp cho gia chủ nhà mình trường thọ và đem đến một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho gia tiên của mình ở thế giới bên kia. Ở kế bên tay đây của em là một chiếc nến, ở bên trái đây cũng có. Đây là đôi nến thường được đặt ở hai vị trí trái phải của ban thờ nhà mình, thể hiện cho mặt trăng và mặt trời soi sáng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng và đem đến điều tốt lành cho ban thờ nhà mình. Ở trên đôi nến này là đôi đài sen nến. Đôi đài sen nến này là bên em là bán rời, chứ nó không nằm chung trong bộ ngũ sứ như thế này nha các bác. Đây là bán rời. Và ý nghĩa chung của cả cái bộ ngũ sứ này, tất cả là đều mang đến cho gia chủ nhà mình một cuộc sống hưng vượng, khỏe mạnh, tài lộc và sức khỏe con cháu sung túc. Cái bộ em đang giới thiệu với các bác đây là bộ ngũ sứ cao 60 phân, tức là chiếc đỉnh đồng này sẽ là cao 60 phân. Và đôi hạt là cao 58 phân. Đôi nến đây là cao 45 phân. Nếu các bác lấy thêm đôi đài sen nến nó sẽ lên là 48 phân. Bộ này là phù hợp với những bàn khoảng 1m97 hoặc là 1m87. Ngoài ra khi mà bên em đúc đồng là bọn em đã nghiên cứu tất tần tật về các kích thước của các ban thờ khác để làm ra một bộ ngũ sứ phù hợp nhất. Cho nên là các bác nào mà muốn biết rõ hơn là bạn nhà mình phù hợp với bộ nào thì các bác cứ để lại số điện thoại bên dưới cho em, hoặc các bác có thể liên hệ ngay với em qua số điện thoại 0836 173 950. Em có cả Zalo và Facebook nha các bác. Em cảm ơn các bác đã xem video của em. Em chào các bác ạ.